Thưa quý vị, vụ cháy chung cư làm 56 người thiệt mạng ở phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân đã cho thấy có rất nhiều lỗ hổng về việc quản lý giám sát loại hình nhà ở, nhà cho thuê trọ gắn mác chung cư mini. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng lập tức ban hành kế hoạch tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, thường được gọi là chung cư mini, cùng với đó là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố với yêu cầu không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Vâng, thưa quý vị, mặc dù là sau vụ cháy ở Khương Hạ thì nhiều chung cư mini đã cố gắng khắc phục những cái hệ thống phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, vẫn có không ít những chung cư vẫn còn tồn tại nhiều sai phạm. Căn nhà này được xây dựng 8 tầng và được đăng ký kinh doanh dưới hình thức lưu trú. Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ từ bếp, bát đũa, tủ lạnh và nhiều thiết bị dễ cháy khác. Thế nhưng, cầu thang lại tương đối nhỏ hẹp và lối thoát hiểm duy nhất là một ô chuồng cọp được cắt trên tầng thượng của ngôi nhà. Cửa chuồng cọp của chúng tôi trước đây là có nhưng mà khóa. Sau cái vụ cháy thì mình có chú ý hơn là chỉ buộc một cái dây ở đó. Thực tế, những sai phạm như thế này không hề hiếm gặp ở các ngôi nhà cột mác chung cư mini. Ngay sau khi có chỉ đạo của thành phố, quận Ba Đình đã lập tức thành lập các tổ kiểm tra gồm lực lượng công an, điện lực, Phòng Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân phường tiến hành rà soát toàn bộ các trường hợp nằm trong diện tổng kiểm tra trên địa bàn. Trong đó, gần như đều chưa hoặc không đúng, không đủ các điều kiện như trong giấy phép xây dựng, kinh doanh. Gần như 100% các cơ sở công trình mà chúng tôi đã kiểm tra thì gần như là không có hệ thống phòng cháy cháy hoặc là có trang bị nhưng không hoạt động. Hoặc là có ví dụ như là có trang bị bình chữa cháy nhưng mà đã cũ hỏng và không được bảo trì bảo dưỡng hoặc thay mới. Và tồn tại nặng nhất là liên quan đến việc là bố trí cái lối thoát nạn. Gần như là tất cả các cái công trình này là chỉ có một lối thoát nạn. Nếu như mà không cẩn thận thì chúng ta sẽ bị phân loại nhầm. Và từ đấy thì rất là khó kiểm soát bởi vì chung cư mini thì có hai loại. Ví dụ như là cái loại mà bán hết, nó là đã chủ đã bán hết cho tất cả các cái hộ gia đình sinh sống tại đấy. Và loại thứ hai nữa là cái loại mà xây dựng căn hộ nhưng mà chỉ để cho thuê chứ không bán. Thì nó cũng là hai cái loại đấy. Và đối với hai loại này thì chúng ta lại xử lý các cái biện pháp khác nhau, bởi vì ví dụ như cái loại bán hết thì nó lại không nằm ở trong quản lý nhà nước của chúng tôi. Tuy nhiên nếu mà cái loại cho thuê thì là kinh doanh có điều kiện thì chúng tôi có thể xử lý theo các cái quy định pháp luật được. Hiện các đoàn kiểm tra vẫn đang tích cực làm việc để có thống kê cụ thể các tồn tại bất cập, gửi lên thành phố, đề xuất các phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.